Tôi đến từ Đắk Lắk, tôi năm nay 58 tuổi. Cô làm công việc gì cô? Tôi làm về làm vườn ạ, cà phê đấy ạ. Cà phê rồi còn trồng gì nữa không cô? Trồng sầu riêng rồi bơ, rồi mít, chuối, cái gì cũng có hết ạ. Nhiều quá nha. Vâng. Chào anh Quỳnh Ninh và chào bạn Lê Ngọc và chào quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Trung, năm nay em 35 tuổi. Em người Nam Định cơ, nhưng mà em này vào trong Tây Nguyên này em mới vào trong này được 9 năm. Và làm con rể của mẹ cũng được 9 năm rồi. 9 năm. Chặng đường cũng rất dài ha. Chị em hỏi xíu là mình có mấy cháu rồi anh hả? Anh thì được, anh được vinh dự lắm, anh được 3 cháu gái. Wow. Còn trong nhà giờ của mình em là đẹp trai trong nhà thôi. Lần đầu tiên cô gặp con rể tương lai của mình, cô cảm nhận ấn tượng gì ở chàng trai này? Lần đầu tiên cô gặp là cô chú thì ở trong Đắk Lắk, mà cháu nhà cô thì nó còn học ở nhà. Thì cháu yêu nhau ở ngoài Bắc. Vậy cháu điện về vào bảo bố mẹ là hai cháu thương nhau. Thì bố mẹ cũng bảo là nếu mà các con hợp duyên thì các con đến với nhau, chứ còn bố mẹ thì ở trong xa cũng không biết được cái tính nết. Thì hỏi cháu thì cháu bảo là cháu có uống rượu, có biết uống rượu không? Thì cháu bảo không, rượu bia thì con ít lắm, con không biết uống, con chuẩn uống bia non, vài non bia thôi. Không nghiện phiện hoặc không nghiện cờ bạc thì tôi cũng mừng. Thì thôi thì bảo hai cháu là để tìm hiểu nhau rồi là tôi về bố mẹ về tổ chức. Cháu vào đi cháu chơi thì cháu thấy khí hậu nó hợp. Thì cháu bảo bố mẹ là vì bố mẹ mua cho con miếng rẫy. Bố mẹ làm cho con một năm rồi là con vào con làm. Vì bố mẹ cũng làm cho cháu một năm rồi là cháu vào cháu làm. Cái lần đầu tiên khi mà anh gặp mẹ vợ á, anh ấn tượng nhất điều gì? Anh thì lần đầu tiên gặp mẹ thì chưa gặp được mẹ vì căn bản mẹ ở trong này. Thì mình chỉ điện vào thôi, nhưng lần đầu tiên điện cho mẹ thì cũng khiếp và run chứ. Không biết mẹ có đồng ý mà cho để là đến với con gái của mẹ không, nhưng mà rồi thì cứ bảo chứ là vợ thì cứ dặn là anh cứ điện đi, có gì em ngồi đằng sau cơ mà. Thôi để từ rồi anh điện, và tôi cũng mạnh dạn mà thôi điện và xin phép trước tiên bố trước xong đến mẹ. Thì nó Tết mẹ có về thì em cũng có sang, mà chứ là cũng nói với mẹ luôn mà thôi thì nay mẹ về rồi ấy thì con xin phép mẹ để cho con yêu vợ con. Thì bây giờ là vợ con rồi. Nhưng mà thấy mẹ làm sao? Thì em thì lần đầu tiên em gặp mẹ thì là em rất là ấn tượng mẹ, là mẹ cũng người thoải mái và dễ gần, và lúc nào mẹ cũng là khả năng níu kéo gần tới với mình. Không bao giờ mẹ kiểu là gặp mình lần đầu tiên mà mẹ muốn lại muốn xa mình ra, nhưng mà ngay lần đầu tiên đó mẹ đã bảo là ở đây chơi đoàn cơm với mẹ bữa mẹ mới về. Sau đó mình về mình làm rể nhà mẹ thì mình lo lắng gì cho mẹ được nào? Em về làm rể cho mẹ thì đôi khi là cũng thấy ông bà thì ở trong này có hai ông bà thôi, thì các cậu thì ở đấy cũng còn chưa lập gia đình, hay các cậu mỗi người một nơi. Và thì có mình em vào trong này thì đầu tiên vào em mua đất bờ chưa có nhà cửa đâu, thì bây giờ phải vào đấy ở với ông bà rồi làm cùng ông bà, hai bố con thì làm qua làm lại cho nhau vậy. Mình có gặp khó khăn gì không anh? Cũng có đấy, vì đầu tiên mà đang ngoài kia làm nó công quen việc nó rồi. Khác mình vào đây nó còn bỡ ngỡ lắm, từ cái làm cành làm chồi làm cỏ mình chưa động chạm đến bao giờ, đôi khi vào nó làm nó còn bỡ ngỡ ấy. Và giờ bố mẹ toàn dạy và chỉ bảo thường đi thường tí cho để mình làm. Cô ơi, nhưng mà khi anh về ở rể thì cô với anh hợp nhau điểm gì? Hợp nhau là tôi với cháu thì có cái gì cứ bàn với nhau, là ví dụ công việc làm ăn hoặc là cái gì thì báo cháu, là cháu nay con làm cái này cho mẹ, rồi mai rồi mẹ lại sang mẹ làm lại cái những cái việc nhẹ cho con. Việc nặng thì con sang con làm, rồi cái ăn cái uống cũng vậy. Thì tôi cũng cứ cháu sang thì tôi ở đấy có gà đấy con giết. Em thì ăn. Giờ cũng biết nhậu rồi ấy. Thì đấy trước thì bảo không biết nhậu. Giờ thì lúc yêu lúc nhậu thì không biết nhậu. Không nhậu trên nhà mình đâu, thì cứ xuống tọt nhà mẹ nhậu. Và chứ là nay con nhậu đầy đấy thì này, bảo có cái gì chưa, bảo chưa có, vậy con đang bắt gà mẹ nhá. Bảo, làm bắt thì tự bắt lấy xong rồi nè. Không bao giờ mẹ na những chuyện đấy, bảo chưa nhậu ở đây được nhưng đừng đi đâu đấy. Bảo vâng ạ. Nhưng mà sau bao nhiêu năm làm rể thì làm tốt không cô? Có điều gì mà rể làm cô buồn lòng không? Cũng có lúc mẹ hiểu lầm con là con hiểu lầm mẹ. Thì cái hôm đấy là tôi thì là cháu nó với đi làm thì tôi bảo mẹ con ơi mai con đã làm xong việc chưa, thì con sang chặt cho bố bưởi cây, có ông giờ ông già yếu không đeo cao không dám leo. Thì cháu bảo là cháu còn làm việc nhà cháu, thì tôi bảo mẹ con làm việc thì con cứ làm của nhà con cứ làm đi. Thì cháu hiểu lầm, cháu bảo tôi là hay là mẹ đi nói nọ nói kia đấy. Vợ thì bảo với này mẹ không biết làm sao mà mẹ với anh làm sao mà để nay anh về nhà thấy anh cái mặt anh khác nó mới không vui. Vậy tôi bảo vậy thì chắc nó hiểu lầm mẹ rồi đấy. Chứ hiểu lầm em có biết không vậy?
về sau em chợt nhận ra là mình cũng là đấy, chứ còn nhận ra là mình là chuyện mình, gì là hôm đó là mẹ cũng nhờ mình đi làm ít phát cảnh, nhưng là mình cũng nhát tí, chưa về ngủ xong rồi là quên khuấy đi mất, xong rồi là chiều đến xuống thì thấy bà cũng ấy buồn, nhưng về sau mình cũng xuống, tối hôm đấy là em cũng xuống là nói lại với bà là con quên mất, tôi mong bà thông cảm cho, tha cho các lý do cho con. Bữa sau không biết nhận lỗi ha. Dạ. Cái chuyện mà nhạy cảm nhất giữa mẹ và con rể ở đây vẫn là cái kinh tế, ví dụ tiền bạc á. Vâng. Tiền điện, tiền nước, gia đình thế nào, rồi ăn uống lâu lâu có hùng dũng mua chung hay là như thế nào, lấy qua lấy lại gì có không cô? Có, cũng lúc con lúc thì cháu sang chạy sang mẹ nay nhà con nó đi nhà trường, nó mang tiền đi nó không để nhà thì mẹ nộp cả tiền điện cho con. Thì tôi cũng ấy được nhiều lúc lại bảo mẹ nay tiền mua sữa không có thì mẹ cho con mượn con mua sữa cho cháu. Thì tôi vẫn đưa cho mượn mua chứ thì con vẫn đưa, nhưng vấn đề nó có trả hay không? Có trả không cô? Bao giờ có thì trả. Bao giờ có thì trả. Em đặc biệt có cái tính hay này. Vợ em không bao giờ xuống hỏi mà em vay nấy 100 hay 200, 500 đâu. Nhưng mà em cứ thiếu phát em tót xuống em bảo mẹ cho con mượn mấy trăm. Thì mẹ ở đây tao có đây có bằng này thì bảo chứ là con tối con về con lại lấy tiền vợ con giả ra, hay là vợ con không còn thì bữa sau hay giả. Vay tiền mẹ lắm hả? Ủa dạ. như vậy là anh khi mà mượn mẹ là mình không có nói qua vợ hả anh? Không cần phải nói lúc nào thì không nói đâu, mượn không nói đâu. Rồi lúc con lúc thì tôi bảo với vợ là đấy chồng mày nó còn vay của tao bằng đấy bằng nọ tiền đấy. Nhà tôi thì tôi nấu rượu cho nên tôi nấu rượu tôi bán, cho nên cứ xuống thì 5 lít 1 5 lít 1 thì không biết là bao giờ giảm mẹ. Mẹ cứ ghi vào đấy. Cô ơi, nhưng mà cho con hỏi xíu nha, anh nhà mình có khéo không cô? Tức là lâu lâu có hay mua quà tặng cho mẹ để lỡ mà cứ mượn tiền thì cũng dễ hơn á, có không cô? Cái mua quà thì nó, cháu không mua, nhưng cháu bảo vợ cháu làm sinh nhật hoặc là cái ngày đám đình gì ấy, mẹ tặng mẹ quần áo bảo vợ mua, chứ còn các cháu là thanh niên thì nó không hay quan tâm. Nói chung là cũng nên tặng trực tiếp đi. Vâng. Đôi khi tặng tiếp nó cũng hay lắm á. Nhưng mà em kể thì em run lắm. Trời ơi, sao mượn tiền trực tiếp được. Tặng quà trực tiếp. Đúng rồi. Đúng không cô? Mượn tiền thì mượn được. Tiền em mượn được nhưng mà bà cầm quà xuống em ngại lắm. Còn chuyện chăm con cái có bao giờ mình có quan tâm đến chuyện chăm con cái của con rể không cô? Có ạ. Cháu thì mẹ nó đi nhà trường thì tôi lúc bố nó đi làm việc ấy thì tôi vẫn trông. Rồi nó việc nặng việc nhẹ, việc nặng nhà tôi thì cháu này sang nó làm. Thì cháu nội cháu ngoại là 5 cháu mà gái cả. Oh. Vâng, chưa con trai thì nhưng mà cháu nó quý lắm, con gái 3 đứa con gái như nào quý bố, mà đứa nào nó cũng mến bố. Rồi khi cô chăm sóc rồi đủ có gì có cái nào có đánh cháu hay là binh cháu rồi chàng rể này có, buồn không? Có một hôm thì là 5 cháu, 2 cháu nội nữa với 3 cháu ngoại sang thì có sổ sách của ông làm ông cứ để ở trên cái tủ thì cháu cứ neo nên cháu lấy cho nghịch. Thì tôi với quát tháo cháu tuổi này các cho con không được nghịch của ông về rồi ông chửi. Thì chắc bố cũng hiểu nầm chờ thang là hay là bà lại đánh các cháu quát tháo các cháu ấy. Mẹ thì mẹ hay nói nhiều xong rồi làm cũng nói sao xong mẹ lại quát tháo to với các cháu ấy, bảo thôi lần sau là mẹ các cháu nó còn bé mong mẹ cũng bớt thí, vì là đôi khi là trẻ nhỏ mẹ cứ quát to ấy, đêm về các cháu nó ngủ nó giật mình ấy. Mình lại khiếp nó dậy nó khóc, và thôi mai mẹ cũng bớt cái đó đi rồi để con các cháu nhiều nó khi đỡ cũng khiếp. Thương bà áp lực nhiều cháu đông cháu quá đông là 5 cháu phá quá mà đúng không? Rồi để xem coi vợ em trai sẽ nói điều gì nha. Dạ. Nói về anh Trung thì chồng mình là một người chồng rất tuyệt vời. Từ khi lấy anh về đến bây giờ là 9 năm. Vợ chồng mình thì cũng ít khi có những cái khúc mắc. Gia đình cũng bên cũng như là khi sống với bố mẹ đẻ của mình ít khi có những cái va vấp. Anh sống hòa đồng và rất thân thiện với mọi người. Anh yêu vợ, thương con. Mặc dù là mình sinh con một bề, mình sinh ba cô con gái, chỉ có một chút nhỏ. Hôm nay mình muốn nói là những cái lúc mà anh có uống chén rượu chén chè thì về anh cũng nói những cái câu không được hay lắm với mẹ, nên là nhiều khi mẹ cũng buồn. Chỉ những lúc uống rượu thì anh mới bộc phát những cái từ như vậy. Thì qua cái chương trình này thì cũng mong anh là hãy sửa và bớt uống chén rượu chén chè. Trước khi nói cái gì thì anh nên suy nghĩ chín chắn hơn một chút nữa để cho mẹ khỏi phiền lòng, mẹ khỏi buồn. Qua chương trình này
thì con cũng mong muốn là mong mẹ là hãy bỏ qua những cái lỗi mà anh làm cho mẹ buồn, thì mong đây thì mẹ cũng bỏ qua cho anh để gia đình mình luôn đầm ấm, luôn hạnh phúc. Nó nói là giờ cháu cha rể này nè, đâu ấy mẹ ít đấy mẹ ăn đi, thì tôi nghe cái câu tôi xúc động. Nói ra thì cũng coi mong đây thì cũng mong mẹ thì cũng bỏ qua những cái chuyện đó cho con. Hồi mày mốt có gì á, mình lúc tỉnh á, dạ, mình ngồi tâm sự với mẹ vợ, dạ, cái nhiều khi say á, đôi khi không kiểm soát được mà, dạ, cái mình nói với vợ, nhiều khi vợ cũng không hiểu nói lại với mẹ vợ này kia, tâm, dạ, ra nó cũng không hay ha. Dạ. Hôm nay thì cô có muốn con rể thay đổi điều gì không? Tôi cũng muốn con rể là thay đổi thì là giờ công việc ở nhà thì là cháu đi chơi bời ít thôi, thì mong muốn vậy để cho vợ nó đỡ vất vả, chứ còn tôi cũng không muốn mong muốn điều gì khác nữa. Rồi. Với lại quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn là cái công việc nặng để đỡ cho bố mẹ. Yeah. Anh có mong muốn điều gì ở mẹ không? Tôi cũng qua đây con xin nói mẹ rồi có gì rồi để về rồi về con luôn lại những cái gì mà con đã làm mà con đã nói đã sai. Có gì rồi từ đây con hứa thì con sẽ sửa đổi để con xuống con đỡ dần con. Là tất cả cái gì con xuống con giúp đỡ hết tất cả cho bố mẹ như này như nọ. Hay làm những gì mẹ cứ kêu con nặng nhọc thì bố mẹ không làm được thì phải gọi chúng con xuống đấy con phụ giúp làm cho. Còn đến khi con có những gì sai trái mẹ cũng bỏ qua cho con đấy. Thì là con cũng cảm ơn mẹ là vì mẹ là người mẹ rộng lớn nhất trong đó. Hay quá. Dạ. Bây giờ ôm mẹ cái đi nào. Dạ. Ôm mẹ cái đi nào. Dạ. Đó. Chúc cho cô thật nhiều sức khỏe, gia đình, dạ, hạnh phúc và thành công. Một kỷ niệm gửi tặng cho gia đình ạ. Vâng. Dạ.